Ronaldo và những cầu thủ từng là vua phá lưới ở 3 giải đấu khác nhau. Cristiano Ronaldo có thể trở thành người đầu tiên giành giải vua phá lưới ở 4 giải đấu khác nhau. Kết thúc mùa giải này, Cristiano Ronaldo có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành chiếc giày vàng ở 4 giải đấu khác nhau. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã lập hat-trick trong trận Anas đánh bại Ante 5-1 vào thứ Bảy tuần trước, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 26 bàn sau 23 trận ở Saudi Pro League mùa này. Với 9 vòng còn lại, Ronaldo đang hơn Aleksandar Mitrovic của Al Hilal 4 bàn trong cuộc đua trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Saudi Pro League mùa này. Và với việc cựu tiền đạo Fulham phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần vì chấn thương gân khuèo vào thứ Hai, có vẻ như Ronaldo gần như chắc chắn sẽ giành được chiếc giày vàng của Pro League 2023-2024. Nếu làm như vậy, cựu ngôi sao của Manchester United và Real Madrid sẽ làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn ở 4 giải đấu khác nhau. Ronaldo đã giành chiếc giày vàng Premier League mùa 2007-2008 khi anh ghi 31 bàn sau 34 lần ra sân cho Man United. Sau đó, anh có 3 lần giành được Pichichi Trophy, giải dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga trong màu áo Real Madrid. Anh có 40 bàn sau 34 trận ở mùa giải 2010-2011, 31 bàn trên 30 trận mùa 2013-2014 và đặc biệt là 48 bàn trên 35 trận ở mùa 2014-2015. Ronaldo cũng có thành tích tương tự ở Italy khi giành giải Paolo Rossi với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A trong mùa giải 2020-2021 với 29 bàn. Ngoài Ronaldo, Luis Suarez và Ruud van Nistelrooy là hai cầu thủ khác giành vua phá lưới ở 3 giải đấu châu Âu. Suarez chiến thắng ở Eredivisie mùa giải 2009-2010 khi còn chơi cho Ajax, ở Premier League với Liverpool mùa giải 2013-2014 và ở La Liga với Barcelona vào mùa giải 2015-2016. Về phần van Nistelrooy, anh cũng là vua phá lưới ở Eredivisie trong màu áo PSV Eindhoven mùa giải 1998-1999, 1999-2000. Cầu thủ người Hà Lan đã giành chiếc giày vàng Premier League mùa 2002-2003 cùng Man United và La Liga mùa 2006-2007 cùng Real Madrid. Những cầu thủ khác cũng giành giải vua phá lưới ở 3 giải đấu là Robert Lewandowski Pichichi Trophy ở Liga mùa trước sau 7 lần giành chiếc giày vàng Bundesliga, 2 lần cho Borussia Dortmund và 5 lần cho Bayern Munich và ở giải đấu hàng đầu Ba Lan mùa 2009-2010. Là Romario ở Hà Lan cho PSV Eindhoven trong 3 mùa giải liên tiếp từ 1988-1990, tại La Liga mùa giải 1993-1994 và ở Brazil năm 2005. Trong khi đó, Alfred Jorge Stefano là vua phá lưới ở Argentina năm 1947, ở Colombia năm 1951 và 1952 và sau đó là 5 lần ở La Liga từ năm 1954-1959. Gần đây hơn, Sidhu Dumbia đã lập được thành tích tương tự ở bờ biển Nga năm 2005, Super League Thụy Sĩ năm 2009 và 2010 và giải ngoại hạng Nga năm 2012 và 2014.